Hôm nay anh có tham gia một cái gọi là Figma Conference. Thì cũng nghe chia sẻ của những gọi là bác và top ở trong ngành. Thì mọi người cũng nói những cái mà anh cũng thấy rất là make sense. Tức là ví dụ kể cả trên thế giới, ngày xưa thì cái việc gọi là làm sản phẩm nó cũng liên quan đến deliver nhiều hơn. Nhưng gần đây một vài công ty lớn về công nghệ rất đỉnh, họ thậm chí dần cắt đi những vai trò làm về PM. PM là Product Manager. Mà họ require là bắt buộc những cái bạn PM đấy phải là đi từ gốc graphic, từ gốc UX đi lên, để mọi người hiểu thực sự là mọi người đang phải làm một sản phẩm để giải quyết nhu cầu gì đấy cho người dùng trước. Sau đấy mới là mọi người đem lại một cái value gì đấy cho doanh nghiệp sau. Đó. Thì dần dần ấy phát hiện ra là khi mà mình có gốc về mặt gọi là người dùng rồi, về bản chất nhất mọi sản phẩm làm ra đều để giải quyết một vấn đề gì đấy cho người dùng hết. Khi mà mình hiểu cái vấn đề đấy, thay vì mình chỉ cố gắng làm một sản phẩm mình có thể làm, thì mình làm một sản phẩm mà người ta có thể cần hơn. Thì khi mà mọi người có cái tư duy đấy đủ mạnh, thì mọi người có thể lên được những vị trí rất là cao, có thể lên PM, thậm chí mọi người có thể làm startup một cái doanh nghiệp gì đấy. Vậy vì bây giờ chắc bất cứ loại startup giờ cũng là một loại giải quyết vấn đề, đúng không? Tức là đấy, Uber là một loại startup, hoặc là đơn giản là Spiderum bọn em cũng là một cái startup. Vậy cũng giải quyết một cái vấn đề là ok, mọi người không quen thuộc và không muốn tiêu thụ những cái nội dung kiểu long form content. Vậy tạo ra nhiều cái long form content hơn chẳng hạn, vậy được kết dần dần mọi người trong cái phần việc đấy, đúng không? Thì đấy cũng là một loại giải quyết vấn đề sẵn rồi. Thì khi mọi người, mà tóm lại khi mình làm sản phẩm, đương nhiên mình phải duy trì được cái sự sống, tức là mình phải bán được cái phần sản phẩm đấy, đúng không? Được hiểu rằng là mình phải làm một cái mà xã hội cần. Mà cái gốc làm cái sản phẩm mà xã hội cần chính là gốc về UX. UX nó sẽ có một vài điểm khuyết hiện chưa có, như kiểu là cái việc là chưa thực sự tính được về cái việc là, tức là thuần về UX thì nó sẽ chưa liên quan đến scope công việc, trong cái việc là tính được là bao nhiêu nguồn lực để mình làm cái việc đấy, hoặc mình sẽ thu về được bao nhiêu tiền trong thời gian bao nhiêu lâu mình đi như thế nào. Thì lúc đấy mình sẽ phải học những cái kỹ năng bổ trợ khác trong quản lý dự án, trong về mặt kế toán, trong về mặt kinh doanh thì mình có thể bổ sung thêm. Nhưng khi mình đã có gốc về UX, nó chính là gốc mà tạo ra một thứ mà người khác cần. Thì lúc đấy anh phát hiện ra mọi người có thể làm được mọi thứ ấy. Tại vì bản chất nhá, tất cả mọi thứ trong xã hội đều xoay quanh con người. Tại vì tóm lại chúng ta là cái người chi tiền, đúng không? Em làm cái gì cũng để phải bán được, nếu không bán được chỉ khi mình làm kiểu từ thiện. Từ thiện thì vẫn dành cho con người mà, đúng không? Nên khi phát hiện ra là cái gốc đó là con người rồi ấy, và mọi người đã hiểu về con người và đã làm những cái người khác cần, thì mọi người có thể mở quán cà phê, mọi người có thể thành một chủ doanh nghiệp, mọi người có thể thành PM, mọi người thành bất cứ cái vai trò gì mọi người muốn, miễn là mọi người đang contribute một giá trị và tạo ra một cái mình đang cần. Thì đấy là anh nghĩ là cái đích đến nó kiểu siêu rộng. Vâng. Còn câu chuyện với cá nhân anh thì nhiều khi anh cũng hỏi cái vấn đề này. Anh biết là anh cứ làm nhiều thứ trong vòng nhiều năm, và anh sẽ có xuống là bỏ được những cái anh không vui và giữ lại những cái anh vui. Thì sao anh hay hỏi là cái chuyện gì thực sự khiến mình vui, tại sao mình làm được công việc này lâu hơn những công việc khác? Thì anh phát hiện ra là anh cũng chả có cái đích đến hay là cái gì to tát lắm cả. Cái của anh muốn ấy đó là anh muốn làm mọi thứ tốt lên một chút. Tức là khi anh đến một căn phòng hoặc là một buổi nói chuyện như này, anh hy vọng rằng là mình sẽ contribute được một cái gì đấy để kiểu chúng ta tốt lên một chút. Khi anh đến một cái lớp học, đến một cái công ty, đến bất cứ cái chỗ nào đấy, khi anh làm một cái phần sản phẩm, miễn là anh cảm thấy là anh đang làm được tốt hơn một chút là ok. Nên là khi tốt hơn một chút đấy, tình cờ nó cũng chính là cách mà anh đang giải quyết vấn đề và input nó dần dần. Những mối quan hệ, những con người, những cái người xung quanh anh hay bất cứ thứ gì, thì thực ra đấy đã là cái đích của anh. Nên là nó sẽ không phải là một cái gì đấy. Anh không biết mọi người như nào, nhưng mà thường mọi người sẽ có một cái đích đấy, cụ thể như kiểu 3 năm tới em sẽ làm vai trò này, vai trò kia. Đối với anh đều không quan trọng. Tại vì đối với anh là con đường thì nó có thể rất là khác nhau. Một năm nữa không biết là thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Có thể có những con AI nó sinh ra để người ta không cần phải làm cái việc này nữa. Người ta có thể làm được tất cả mọi thứ luôn, mà không cần có thể kill luôn cái ngành này. Anh cũng cảm thấy bình thường. Nhưng miễn anh phát hiện ra là nếu anh vẫn đang làm gì đấy cho xung quanh tốt hơn, tức là anh vẫn đang contribute được cái giá trị ra bên ngoài, thì kiểu gì anh cũng sẽ give back được một cái gì đấy. Nên đối với anh cái đích đấy nó chính là như vậy. Anh vẫn phải làm được liên tục và contribute được càng nhiều càng tốt. Anh làm mọi thứ tốt lên một chút. Thì đấy gọi là cái đích rồi. Cái đấy nó cũng sẽ là một cái mà em nghĩ là kiểu khi mà mình làm sản phẩm nhiều thì mình sẽ bị bớt đi dần dần mình bớt cái tôi ấy. Mình bớt câu chuyện là ngày xưa thì cứ phải tôi làm này, tôi phải thay đổi thế giới, đúng không? Tôi thay đổi thế giới bằng cách là tôi làm ra cái thứ long form hay gì đấy, và tôi thay đổi hành vi để cho người ta phải đọc, phải xem những cái thứ đấy và người ta sẽ tốt hơn. Nhưng mà càng về sau mình cảm thấy thực ra thay đổi thế giới đơn giản nhất là hãy đưa những cái thứ mà mình cảm thấy là tốt đến được với đúng người cần. Và sau đấy thì như vậy là chỉ cần mình thay đổi một chút trong nhận thức, trong tư duy, trong suy nghĩ, và cung cấp một cái kiến thức gì đấy cho người ta thôi, là người ta đã có thể đưa ra quyết định tốt hơn rồi. Và như vậy là mình đã thay đổi thế giới rồi. Okay, chứ mình không phải thay đổi thế giới là mình phải giống như là
giống như Facebook chẳng hạn, ngày xưa người ta không bao giờ lướt lướt lướt, ừ, bây giờ người ta lướt, em nghĩ cái đấy nó quá khó. Ừ. Như vậy anh vừa nói đến cái câu chuyện sản phẩm để thay đổi thế giới chẳng hạn, thì thứ ra để thay đổi thế giới hay không thì câu chuyện là sẽ là như này. Một câu hỏi mà anh trong nghề bạn sẽ hỏi nhau đó là thế thì cái sản phẩm này nó có đang fit và cuộc sống của user hay là không. Thế giả sử nếu mình làm một thứ rất hay nhưng user hoàn toàn không có điểm chạm, không có thói quen để sử dụng những cái phần sản phẩm đấy, thì về căn bản là tốt mấy thì nó vẫn là một đường thẳng song song mà nó không bao giờ chạm được vào cái cuộc sống của người ta cả, ừ, đúng không? Còn như gần đây khi mà kiểu Vingroup nó vượng rất là đỉnh làm ra xe điện, thì cái fit nó được hiểu rằng là ok, người ta có thể dùng cái, tức là đưa ra một quyết định như là kiểu là cái thời lượng pin nên là bao nhiêu lâu, à tức là cái quãng đường của mỗi loại pin nên được bao nhiêu sao trong mỗi loại này ạ. Nó mới tính là ok, một cái người bình thường ở Việt Nam họ đi di chuyển cái quãng đường như thế nào, bình thường bao nhiêu lâu họ đổ xăng, thì cái thời lượng pin đấy có đủ nhiều để họ không bị disrupt quá nhiều vào cái việc sạc đấy hay là không, hoặc là khi họ về đến nhà họ có thể sạc được ở nhà hay là không, khi họ ở chung cư họ được sạc hay là không. Đấy, thì nếu tất cả những cái đấy nó phải fit được vào cái hành vi thật của họ thì những cái sản phẩm đấy nó mới có thể deliver được, chứ nó không chỉ đơn giản là mình cứ làm ra cái xe điện thì là mình đã deliver được rồi, mà nó phải tính rằng ok với toàn bộ những cái bối cảnh xung quanh đấy, ừ, là mà cái sản phẩm đấy phải fit được vào với cái người dùng đấy, thì dần dần ấy, tức là người ta phải sử dụng được nó trước đã, trước khi người ta nhận ra cái giá trị của nó thì người ta phải sử dụng nó đã. Nếu mình làm một thứ ok nó rất hay, rất tốt, đây là kiểu nghiên cứu tất cả mọi thứ nhưng nó không fit, người ta không bắt đầu dùng thì không có câu chuyện đằng sau đấy. Đó, nên là anh nghĩ là cái câu chuyện của em thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thế là mình vẫn sẽ muốn đem lại cho họ rất là nhiều những cái phần value, những cái phần thông tin có giá trị để họ có thể đưa ra được cái quyết định và nhiều kiến thức hơn. Nhưng phải biết được mình, họ phải dùng mình đã. Sau đó mình sẽ convert lên những cái cao hơn. Thì anh nghĩ đấy là cái cách mà bắt buộc cái sản phẩm nó sẽ phải trải qua, không phải là một option nữa, nó là bắt buộc. Không sản phẩm nào có thể sống được nếu mà user ngay từ đầu họ đã không dùng nó rồi. Vâng, thì hay đến mấy không thôi. Đúng rồi, em nghĩ là, nhưng mà nó cũng là một cái mà bài học đấy, từ đối với bọn em cũng không phải tự nhiên ngày 1, ngày 2 tự nhiên mà em nghĩ ra như vậy đâu. Nói ra cũng là vì ok, mình làm, mình cứ cố, mình cứ đâm đầu và xong mình cứ nghĩ rằng là mình đúng ấy. Lúc đó, em nghĩ mọi người khi bắt đầu giải quyết vấn đề thì thông thường là vậy, khi làm sản phẩm ai cũng thế. Tôi lớn rồi nghĩ rằng là tôi làm này chắc chắn là nó sẽ ok. Nhưng mà trên thực tế thì đấy, bọn em cũng gặp rất nhiều cái, xong dần dần bọn em nhận ra à, thực ra mình phải flexible và thực ra mình không nên quá là kiểu cố gắng thay đổi. Như anh nói, em rất rất thích cái quan điểm là thực ra mình phải fit được vào cái lịch trình tự nhiên của người ta, hay fit được vào cái hành vi tự nhiên của người ta, chứ không phải là ví dụ mình yêu cầu người ta phải có một cái gì đấy kiểu khác biệt, nó thay đổi, nó đảo lộn cái trật tự, cái lịch hay là cái hành vi sử dụng của người ta, thì như vậy thì em nghĩ là nó rất là khó, nó cực kỳ khó. Thì chắc là cũng gì một phần là em là người làm sản phẩm, tất cả thứ em rất thích làm sản phẩm, em rất thích cũng đặt câu hỏi tại sao, thường là tại sao người ta thích xem này, tại sao người ta không thích xem kia. Và ví dụ với YouTube của em thì nói rằng người ta drop ở chỗ này chỗ kia, tức là ví dụ như mình maybe mình sẽ phải đặt cái này cái nọ ở đây. Drop thì có thể là rất nhiều lý do drop đúng không? Nhưng mà ví dụ như hoặc là content của mình phải nhắn lại hay là như nào đấy, thì tất nhiên nó sẽ là câu chuyện kiểu cân đối ấy. Nó sẽ có những thứ là giá trị cốt lõi của mình sẽ không thể compromise, tôi không thể thỏa hiệp. Tôi kiểu ok, ví dụ bây giờ tôi thấy là càng ngày người ta càng xem ít thì tôi làm video dưới 1 phút thôi. Kiểu vậy thì bọn em thì cũng có thể làm được điều đấy, nhưng mà em nghĩ là nó không phải là thứ em cảm thấy sướng. Sướng thì làm thì thôi, mình cũng không nên gọi là quay ngoắt sang như thế. Nhưng ngược lại mình cũng phải ok với cái như thế, tức là có thể là cái mức độ chú ý của người dùng nó sẽ cần phải liên tục được. Ví dụ trong vòng 1 phút hay vòng bao lâu ấy, mình liên tục phải có các điểm để cho người ta phải neo người ta lại. Thì đấy cũng sẽ là những cái thứ sáng tạo mà em cảm thấy là làm những cái thứ đấy cảm thấy rất vui. Rất vui, nó rất nhỏ, nó nhiều khi nó gọi là tăng hình luôn, không biết đấy là một loại thiết kế hoặc là một loại quyết định rất là tốt cho người dùng, nhưng mà khi mà mình đưa ra thì rất là hay. Cho cái cần câu chuyện của em ấy, bổ sung thêm một ý, nó liên quan đến cái việc mà thực ra mình lại không nên ơ đáp hoàn toàn theo người dùng. Mình nên fit với họ nhưng mình không nên ơ đáp hoàn toàn 100%. Tại vì nó như thế nào nhỉ? Tại vì đâu đấy thì về bản chất của con người thì họ sẽ có những cái phần bản chất xấu. Ví dụ như là vì sao gần đây thì là những cái phần short form như kiểu TikTok hay là Reel nó lên. Tại vì bản chất con người là thế nhỉ, khi mọi người lướt một cái gì đấy, TikTok, Facebook đúng không? Mọi người không biết rằng là cái lướt tiếp theo nó đang sẽ là cái gì nó xảy ra. Thế sao mọi người vẫn lướt? Tại vì về bản chất đó là một loại phần thưởng ngẫu nhiên. Mình đang xem rồi một cái này, tự dưng xem rồi một cái thứ khác, và nó gọi là gây ra cái hưng phấn liên tục dành cho mọi người. Và mọi người rất là dễ nghiện trong cái phần việc đấy chẳng hạn. Thì
anh không chỉ trích TikTok hay Facebook, anh chỉ đang nói là nếu mà theo nature của con người sẽ có những cái họ không tốt lắm. Nhưng mà khi mà mình làm sản phẩm, giữa em là một founder của một startup, mình sẽ làm với cả một cái niềm tin. Mình phải đầu tiên mình sẽ tin là cái sản phẩm mình của mình ra nó phải đủ tốt, nó phải đem lại một cái value gì đấy. Thì về sau đối với anh nó là một câu chuyện của sự balance. Làm sao để mình balance được việc là mình không thể thay đổi bản thân mình được. Bản thân mình là một cái, tức là bản thân mình đây đang muốn nói là cái value của mình nhé, không nói là cách mình làm nhé. Cái value của mình vẫn phải giữ, cái đích của mình nó vẫn phải ở đấy. Chỉ là mình thay đổi cái cách đi. Cách đi đối với anh nó là một loại gọi là chiến lược để đi đến đích, đúng không? Mình phải thay đổi cái cách đi để đi được đến đích, và nó phải acquire và fit được với cái user hơn. Nhưng đối với anh, khi những người làm sản phẩm ấy, cũng đừng vì, tức là ví dụ như là ví dụ truyền thông nó thay đổi bởi vì nó cứ chạy theo thị hướng đám đông một cách thuần túy chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra những cái content mà nó sẽ tương đối không ổn lắm. Nếu mà anh trong làm trong ngành thì anh sẽ hiểu vấn đề đấy, đúng không? Nhưng mà khi mà mình giữ ok, đây là một cái tôi của tôi và tôi chỉ làm để nó fit với user hơn thôi, nhưng mà tôi vẫn sẽ hướng đến một cái giá trị, và về lâu dài tức là user vẫn sẽ đạt được cái việc đấy. Thì anh nghĩ đấy là cái đỉnh cao với việc làm sản phẩm, vẫn giữ được cái của bản thân mình và vẫn giữ được cái mà khách hàng cần. Đấy, tạo ra một cái sự cân bằng giữa hai cái vấn đề đấy. Vâng, em cũng là người theo trường phái đấy. Tức là không bị quá cứng nhắc. Tức là sẽ có hai cái sai lầm mà em thường gặp. Một là quá cứng nhắc, nghĩ rằng là tôi như thế, bạn bắt buộc phải theo tôi. Nếu mà bạn thực sự tạo ra một sản phẩm gì đấy mà nó thực sự đột phá, hoặc là một cái sản phẩm gì đấy có cái mức độ là loyalty nó cao kinh khủng, thì ok, thị trường thay đổi nào tôi vẫn cứ làm những cái thứ như tôi, giống như kiểu những cái thiết kế, những cái đồ xa xỉ, ví dụ túi, những cái túi thứ Louis Vuitton hay gì đấy, người ta cũng đâu cần phải quá là, tức là sẽ có những thứ classic và mãi mãi. Nhiều khi cũng có những cái mà ví dụ bây giờ thêm tính năng, thêm cái thứ nó tốt hơn chẳng hạn thế, nhưng mà có khi người ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà em nghĩ là cái khả năng để xây dựng những cái đấy khó lắm. Nên là hầu hết là thường là mọi người sẽ bị vấp ở câu chuyện là tôi quá là cứng nhắc vào cái việc đấy. Hai là tôi bị quá linh hoạt. Đúng rồi, có linh hoạt và cứng nhắc. Kiểu cứ nghe được ông này nói một câu là đánh mất bản thân luôn. Ông này nói thế là mình phải sửa rồi. Xong ra ông kia, ông khác lại bảo ngược lại. Xong tôi chết lại đập đi đập lại. Em biết là câu chuyện gì không? Để ok giữa đường. Chính xác, để ok giữa đường. Em gặp rất nhiều chuyện đấy luôn. Tức em kiểu em thấy là mọi người nhiều khi nó bị hơi thiên về hai thái cực ấy. Đúng và rồi. đến một ngưỡng nào đấy dần dần có lẽ là mình mới ba lần dược ấy, mình mới tìm được ra cái điểm cân bằng. Và khi mình đạt được cái điểm cân bằng đấy thì mình mới thực sự là làm những thứ mà theo cách giống như bọn em làm showroom. Nhiều khi kiểu user cũng sẽ có người này người bảo xong cái này cái kia không fix vân vân đi, nhưng mà mình thì mình vẫn sẽ phải có một cái gì đấy. Tức là em luôn bảo mọi người là thực ra mình là người có nhiều thông tin nhất. Ai cũng sẽ có góc nhìn của một người đấy, nhưng mà chắc chắn góc nhìn được backup được nhiều dữ liệu nhất và nhiều thông tin nhất là góc nhìn của mình. Thế mình cũng phải tôn trọng góc nhìn của mình một tí. Chứ không phải là ví dụ như là cứ người ta bảo gì, hoặc là ví dụ một anh nào đấy nhiều kinh nghiệm hơn, anh Trung chẳng hạn, bây giờ nhiều kinh nghiệm hơn đấy, ví dụ anh Trung bảo ôi con website phải luôn là phải này phải cái gì chưa chắc. Bởi vì theo cái kinh nghiệm cá nhân của em luôn, em cũng đã làm việc với rất nhiều anh em anh chị cũng nhiều kinh nghiệm trong từng cái mảng cụ thể nhé, nhiều kinh nghiệm hơn em trong những cái mảng đấy để làm những cái vấn đề liên quan đến Spyroom. Nhưng mà đôi khi em vẫn nhận thấy là thực ra cái solution, cái giải pháp đấy thì ta nhìn nó rất là chuyên nghiệp và rất là đấy, nhưng mà trên thực tế thì liệu nó có adapt được vào trong cái thực tế doanh nghiệp của mình hay không, hay là cái thực tế của mình đang triển khai hay không, thì nó lại là một câu hỏi. Và trên thực tế thì cũng đã có những lần mà em thử nó adapt vào nó cũng chả work. Nhưng mà làm theo cách của mình twist một tí dựa trên cái đấy thì nó lại work. Nó lại work tốt hơn hẳn. Thế nên em nghĩ là đấy, đến cuối cùng thì không nên kiểu quá nuôi dưỡng cái tôi của mình, nhưng ngược lại cũng không nên đè nó xuống quá. Đúng rồi, chính xác. Cái chuyện đấy. Với những ai mà làm sản phẩm lâu ấy, phát hiện là hình thành, mọi người hình thành đến một cái nó gọi là product sense. Mọi người sẽ không thực sự lý giải được việc đấy đâu. Không biết là chính xác là đấy đã là một cái statement vấn đề hay không, nhưng mọi người cảm thấy việc này rất đúng. Thì trường hợp đẹp nhất khi mọi người có đủ kinh nghiệm và đủ cái nền tảng đằng sau đấy, thì nhiều khi mọi người chỉ cần quyết định bằng cái phần product sense của mình thôi, nó tương đối là ok rồi. Tại vì đôi khi một cái người đứng ở ngoài vào đấy, nên khi mà bảo là những cái bạn làm kiểu consultant ấy, mọi người sẽ không hiểu là chính xác cái domain đấy thì mọi người có hiểu cái domain, nhưng chính xác cái doanh nghiệp đấy nó có thể khác. Chính xác cái vận hành của doanh nghiệp đấy nó có thể khác. Những cái việc trong người đã từng trải qua, đã từng thử nghiệm thì người ta cũng không thể biết hết được. Tất nhiên khi họ vào thì nếu mà đẹp nhất thì họ phải acquire rất là nhiều những cái thông tin đấy, họ đưa ra được cái phần kiểu tư vấn dành cho họ. Nhưng đôi khi thì nó vẫn không thể nào sâu được vào, đúng không? Em làm 7-8 năm của một cái phần sản phẩm, một người khác vào kể cả họ là chuyên gia những lĩnh vực của họ,
họ không thể hiểu cái sản phẩm đấy bằng em được. Đúng. Nên là có rất là nhiều cái thì họ sẽ bị khuyết. Và khi là mình làm, đặc biệt khi em làm founder, em có một cái tầm nhìn thôi, nó mỗi cái sản phẩm cần có một tầm nhìn, mỗi con người cần có một cái tầm nhìn, mình sẽ biết mình muốn đi về đâu luôn. Nhiều khi mình sẽ phải chấp nhận là trade off trong ngắn hạn để đạt được nhiều cái phần kiểu dài hạn hơn. Thì tóm lại thì anh nghĩ là mọi thông tin khác nó chỉ mang tính tư, cái tính gọi là tư vấn thôi. Còn make decision đương nhiên là cái người gọi là founder của cái đấy sẽ là cái người để đưa ra. Và nó có được hay không được thì thứ nhất là em vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm về cái phần việc đấy đã. Và thứ hai là em vẫn sẽ là cái người hiểu nó nhất.